Các bạn thân mến, trong quá trình chơi audio thì nhiều người bỏ ra công sức đi sưu tầm và bỏ ra rất nhiều tiền bạc để mua được một cặp loa ưng ý. Nhưng sau đó thì chúng ta lại loay hoay đi tìm những chiêm ly để phối ghép làm sao đó có thể tạo ra cái màu âm, tạo ra cái chất âm theo cái gu nghe của mình nó vừa tai và đặc biệt là nó diễn tốt cái dòng nhạc mình yêu thích. Thì đó là một trong những xu hướng và đương nhiên rồi. Chính vì điều đó mà nhiều người đã phải bỏ ra rất nhiều công lao, công sức rồi tiền bạc nữa để chúng ta có thể tìm được những chiêm ly như ý như vậy. Thế các bạn thấy đó là một trong những cái công phu trong nghề chơi. Nghề chơi nào thì cũng lắm công phu và chơi audio là một nghề chơi đặc biệt đòi hỏi sự tốn kém về công phu và thời gian. Các bạn nhìn thấy trước mặt là những chiêm ly giúp cho các bạn có thể đánh vào rất nhiều những cái dòng loa mà tôi sẽ gợi ý điểm danh. Và đây là những dòng âm ly chứa đựng những cái công nghệ thời thượng nhưng có mức giá rất hợp lý. Vậy cụ thể là gì? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, Denon là một hãng âm thanh nổi tiếng của Nhật Bản, có rất nhiều những thiết bị ví dụ như từ lọc xì cho đến loa cho đến âm ly đến đầu CD đến những thiết bị DJ vân vân. Thì các bạn thấy là có rất nhiều những dòng thiết bị của Denon đã có mặt ở thị trường Việt Nam chúng ta. Và bên cạnh đó thì các bạn thấy hiện nay Denon vẫn triển khai những chương trình sản xuất liên doanh với rất nhiều hãng. Nhưng các bạn thấy là những dòng âm ly Denon sản xuất tại Nhật Bản thì luôn luôn vẫn chiếm được ưu thế và chiếm được cái tình cảm đặc biệt của người chơi audio. Các bạn thấy là những dòng âm ly của Denon ví dụ như 890D, 890DG, 2000, 2002 la mã, 2003 la mã, 2004 la mã rồi các biến thể R, rồi những dòng 980, 740 rồi 540, dòng 940 vân vân, có thể nói là hàng vạn những cái tên mà chúng ta chỉ cần nghe một lần thôi là chắc chắn chúng ta đều có thể hình dung ra đó là những dòng âm ly cho tiếng bass đánh căng chắc và có thể chơi khá đa năng. Đó là một trong những sự thật. Thì các bạn đang nhìn thấy trước mắt là 4 chiếc âm ly. Ở bên tay phải này này, các bạn nhìn thấy đó là 2 chiếc âm ly Denon 1500R có tính năng đánh 2 cầu BJI BA và có mức giá chỉ 11 triệu đồng thôi. Bên tay trái này là 2 chiếc âm ly Denon 1500R 2 la mã có điều khiển đi theo với mức giá là 12 triệu 500 ngàn đồng. Các bạn thân mến, đây là những dòng âm ly sử dụng nguồn điện 100 và các bạn nhớ là nó có thể đánh 2 cầu, có thể đánh BJI BA vào những dòng kiểu như Tannoy D500, tức là những dòng có tính năng đánh BJI giống như thế. Các bạn thân mến, nếu như mà chúng ta nói về những cái dòng âm ly Denon này thì các bạn phải hình dung luôn đó là dòng âm ly cho tiếng bass đầm chắc. Đầm chắc là cách miêu tả chung của những người chơi audio và nói chính xác hơn là tiếng bass của nó chắc, đó là cái cách gọi của những người chơi mà cách chung chung. Thế các bạn có thể sử dụng những chiếc âm ly này để chúng ta phối ghép vào. Ví dụ như một là âm ly Denon có thể đánh vào loa Diatone, đánh vào loa Onkyo, đánh vào loa Bose, đánh vào những dòng loa có màng carbon nói chung, đánh vào những dòng Infinity, vân vân. Và đặc biệt là các bạn có thể ghép vào những dòng loa hiện đại của châu Âu, nó đều có thể đáp ứng được. Như vậy các bạn thấy là Denon đánh khá đa năng, có thể nói là phối ghép khá đa năng. Các bạn thân mến, thì tại sao những năm gần đây thì các bạn thấy là những chiếc âm ly Denon cũng như những dòng loa Onkyo, những dòng loa Diatone, những dòng loa màng carbon, những dòng loa sạc Vinvega vân vân bỗng dưng lại được yêu chuộng đến như vậy? Thì các bạn thấy đó là một trong những xu hướng về dòng nhạc. Hiện nay các bạn thấy là trên thị trường thì với sự ra đời của những dòng nhạc TikTok, những dòng nhạc trẻ rồi những dòng nhạc sống thì các bạn thấy là người ta đã mix và người ta chỉnh ở trong phòng thu với cái những bản thu âm rất là chuẩn mực rồi. Sau đó người ta đưa lên mạng để các bạn nghe thì các bạn cần phải có một chiếc âm ly đánh lực, chứ đánh lực đã. Và thêm đó thì các bạn thấy là những chiếc loa, tức là những cái dòng loa có thể tạo ra tiếng bass mạnh mẽ kết hợp với âm ly của Denon sẽ giúp cho các bạn có một cái cấu hình phối ghép có thể nói là nó ăn ý với nhau như cậu với mợ. Đó là lý do giải thích tại sao những dòng nhạc mì ăn liền kiểu như TikTok hay những dòng nhạc sống mà các bạn đang thấy trên YouTube ấy, thì đánh bằng âm ly Denon và ghép với những cái dòng loa Vega này, loa Bose này, những dòng loa của Infinity, những dòng loa Diatone, những dòng Onkyo này vân vân thì các bạn lại thấy nó hợp mà nó rất hợp để diễn tả những cái dòng nhạc đó. Thì các bạn thấy đó là một trong những xu hướng, thì không phải là vấn đề hiện đại bây giờ đâu, mà đây là vấn đề từ lịch sử rồi. Ví dụ như các bạn thấy trước đây nhé, trước đây ấy, thì có một thời kỳ rất là dài ở những thập niên 70, 80, 70 đi, thì các bạn thấy là người ta nghe trong cái kiểu là radio giống như kiểu nghe loa phường ấy, nó mộc mạc như vậy đấy. Các bạn thấy đó là cái kiểu nghe của những cái dòng lưới mắt cáo kiểu như là băng cối hay là Pioneer, những dòng 99 AFB rồi 88 AFB, đó là một xu hướng của một thời. Nhưng sau đó thì các bạn thấy tôi nói câu chuyện nền móng đó là khi mà JBL 100
tạo ra cái cặp loa JBL 100 trơn, thì đó là một trong những cặp loa có ảnh hưởng đến thế giới audio nhất trong 50 năm qua. Các bạn có thể tìm hiểu trên YouTube hay các bạn có thể tìm hiểu trên website. Các bạn lại thấy tiếp là cuối thập niên 70 đến thập niên 80 với những cái dòng nhạc nó làm khuynh đảo cả thế giới, kiểu như Boney hay là Modern Talking, rồi sau này các bạn lại thấy cả những cái dòng Aqua vân vân, thì các bạn thấy là người ta lại cần phải tạo ra những cái dòng loa có tiếng rội xa, sóng âm cuộn ở xa, và có thể nói là những dòng loa dành cho đám đông. Thì các bạn thấy có rất nhiều đó là những dòng loa màng carbon đã ra đời, kiểu như Kenwood 9090HG hay những dòng Onkyo D77, D771X, 2X, tức là những dòng màng carbon nói chung, những dòng dành cho bát nạ. Rồi sau đó là gì ạ? Đó là những dòng loa Nga, những dòng S90, S90D, 90B, 90E, vân vân. Thì các bạn thấy đó là một trong những xu hướng người ta tạo ra những dòng loa để nghe cái khuynh hướng nhạc ở những cái thời đại đó. Đây là cái vấn đề lịch sử thôi. Thì các bạn thấy là hiện nay cũng thế. Thì trở lại đây những năm 2020, trở lại đây thì các bạn lại thấy là những cái dòng âm đi đề nông đánh vào loa Bose, đánh vào những dòng loa màng carbon, đánh vào những dòng loa sạc pin Vega, bỗng dưng nó lại hợp với những cái dòng TikTok thế, hợp với những cái dòng nhạc sống bây giờ thế. Thì các bạn thấy đó là một trong những lý do mà tôi nói các bạn rồi, sự hồi sinh của âm ly đề nông. Nhưng có một cái điều nữa, khi các bạn thấy cái dòng TV thông minh ra đời, những dòng TV thường thường người ta tích hợp thêm cổng quang đấy, thì các bạn thấy là những dòng âm ly có tích hợp giải mã kiểu như 890D, 890DG rồi 1010D thì bỗng dưng lại được rất nhiều người tìm mua, bởi vì nó có cái tính năng giải mã cắm đường quang từ TV xuống cái đường quang của những dòng âm ly đó. Thì tự nhiên âm ly vừa là âm ly lại vừa là một bộ giải mã và âm thanh của nó trong trẻo hơn bình thường. Đấy, thì đó là một trong những lý do mà âm ly đề nông nó hồi sinh. Nhưng các bạn thấy là không phải ai cũng cần phải sử dụng đến đường giải mã, bởi vì hiện nay những chiếc vang hiện đại, ví dụ những dòng vang kiểu CAVS-MX7 rồi những dòng CAVS-K3000 vân vân với mức giá chỉ 2,5 triệu và 3,5 triệu thôi, nhưng nó cũng tích hợp sẵn cả chế độ giải mã, kể cả đường đồng trục, kể cả đường quang, và chất lượng âm thanh của nó hoàn hảo hơn rất là nhiều khi chúng ta kết hợp vào TV thông minh. Các bạn thấy đó là một trong những xu hướng mà hiện nay thì rất nhiều người đã chơi, đã hiểu, đã vận dụng và nhận thấy đó là những cái lợi thế lớn. Thì các bạn thấy là cùng với sự ra đời của những chiếc vang với cái tính năng giải mã như tôi vừa nói trên, thì những chiếc âm ly giải mã kiểu như 890D hay là 890DG vân vân thì nó cũng không còn quan trọng ở chế độ giải mã nữa, mà người ta lại chủ yếu chú trọng đến cái tính năng của nó, đó là tính năng đem lại âm thanh. Đấy, cái tính năng đem lại âm thanh mà là cái tính năng, tức là cái chất lượng âm thanh đem lại, thì đó mới là điều mà chúng ta cần mua. Các bạn thân mến, một vài điều mà tôi muốn lan man nói với các bạn thêm, nhưng mà ở video clip này thì tôi muốn dừng lại để cho dung lượng của nó ngắn thôi, các bạn dễ theo dõi. Và chúng ta nói dài mãi, nói lan man mãi thì cơ bản anh em theo dõi thì cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mặc dù là các bạn thấy là những người bán hàng như chúng tôi thì cũng rất là dày công, muốn truyền tải những cái kiến thức càng nhiều càng tốt đến những người chơi audio, để anh em có thêm cái nhìn đa chiều và anh em đỡ phải chi phí tốn kém hơn khi chúng ta quyết định mua sắm một dàn máy hay mua sắm một thiết bị audio. Các bạn thân mến, tôi sẽ dừng video clip này ở đây. Nếu như các bạn có nhu cầu về mua sắm những thiết bị như thế này hay một bộ phối ghép, thì các bạn có thể gọi điện và nhắn tin theo số điện thoại cũng là Zalo đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.